Thưa quý vị, ngày 21 tháng 7, Thường trực Ban Bí thư đã có điện gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó nhấn mạnh toàn hệ thống chính trị tiếp tục tập trung cao nhất trong công tác phòng chống dịch. Bí thư các tỉnh ủy, thành ủy, người đứng đầu cấp ủy tập trung chỉ đạo sát sao phát huy vai trò của các cấp ủy chính quyền huy động cả hệ thống chính trị tạo sự đồng thuận trong nhân dân triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ với tinh thần chủ động quyết liệt linh hoạt sáng tạo thực hiện nghiêm các giải pháp giãn cách cách ly khoanh vùng truy vết xét nghiệm điều trị tiêm vaccine đặc biệt là tại các địa phương đang thực hiện chỉ thị số 16 của thủ tướng chính phủ và các vùng địa phương có nguy cơ cao nhằm kiểm soát kịp thời và khống chế hiệu quả không để dịch lan rộng triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ cuộc sống của người dân, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và ngành y tế cần tiếp tục chỉ đạo kịp thời các địa phương xây dựng kịch bản giải pháp cụ thể phòng chống dịch ban dân vận trung ương mặt trận tổ quốc tổ chức chính trị xã hội các cấp làm nông cốt trong công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm và kỹ năng phòng chống dịch cho đoàn viên hội viên và nhân dân khơi dậy tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn có giải pháp thiết thực chăm lo hỗ trợ cho người dân nhắc lại những đối tượng khó khăn yếu thế